Tan học đừng vội về là bộ phim thuộc thể loại thanh xuân vườn trường Trung Quốc do Lý Đình Đình và Diệu Trì đóng chính. Tan học đừng vội về có nội dung xoay quanh về hai sinh viên có hoàn cảnh khác nhau đến với nhau. Phương học do Lý Đình Đình thủ vai và Về Lai do Diệu Trì đóng. Đến học tại trường Trung học Hương Giang, đôi oan gia hoan hỷ lại cùng nhau tái chiến để thi vào trường đại học. Hai người trở thành bạn bè và thành lập nhóm học để ôn thi. Với sự quyết tâm rất lớn, cứ mỗi lần Về Lai tan học ra về thì Phương học đều phải gọi cậu bạn rằng tan học đừng vội về mà hãy dành chút thời gian để ôn thi. Nhìn chung, đây là tác phẩm nghiêng về tình bạn học nhiều hơn là tình yêu nam nữ. Câu chuyện làm việc chăm chỉ giữa những người bạn với nhiều tính cách khác nhau vượt qua rào cản đầu tiên của tuổi trưởng thành. Tan học đừng vội về thể hiện rõ nhiệt huyết, sự sôi nổi trong quá trình trưởng thành của những thiếu niên đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Phim xoay quanh đôi bạn học oan gia vui vẻ cùng nhau chiến đấu với cuộc thi đại học để cùng vượt qua ngưỡng đầu tiên để trưởng thành. Lịch chiếu phim Tan học đừng vội về chiếu vào mỗi tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi tối 2 tập. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc.